theo ngày rằm tháng 7 năm Quý Mão, chư tăng chùa Phất Linh thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang kết hợp cùng nhà tài trợ công ty Phú Long tổ chức trao 600 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người bán vé số tại địa phương. Buổi phát quà có sự tham dự của Đại Đức Thích Huệ Như, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Phước Linh cùng quý Phật tử và bà con đến tham dự. Phát biểu tại buổi trao quà, Đại Đức Thích Huệ Như đã gửi lời tri ân đến công ty Phú Long, Mạnh Thường Quân và quý Phật tử đã luôn đồng hành ủng hộ cho công tác Phật sự và hoạt động thiện nguyện tại chùa. Đại Đức chia sẻ thêm, nhân ngồi Du Lan báo hiếu để tưởng nhớ công ơn của thầy tổ và hai đấng sinh thành, công ty Phú Long đã phát tâm tặng 600 phần quà, phối hợp cùng chùa Phước Linh trao đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật, bán vé số tại địa phương. Đại Đức mong rằng những nghĩa cử cao đẹp trong mùa Du Lan báo hiếu này sẽ tiếp tục lan tỏa và phát huy hơn nữa tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc nhằm chăm lo cho người dân có cuộc sống ổn định hơn. Được biết, tại buổi phát quà hôm nay, ban tổ chức đã trao 600 phần quà, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, bao gồm 10 kg gạo nhu yếu phẩm, tổng trị giá là 120 triệu đồng.